Game VTV xin chào tất cả quý vị các bạn, các anh, các chị, các bạn bè. Lần đầu tiên Game VTV xin chúc tất cả một ngày mới vui vẻ, an lành, bình yên. Một ngày mới sức khỏe dồi dào, tràn ngập niềm vui, phát tài, phát lộc. Hôm nay Game VTV sẽ soi cầu miền Nam thứ hai ngày 28 tháng 8 2023. Đài miền Nam hôm nay thì có 3 đài: thành phố Long An, Đồng Tháp, Cà Mau. Game sẽ cho đầu đuôi lô lô 3 đài, lô xiên và kép 3 đài và lô ba càng để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì nhớ hãy like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh Game Vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn. Và để tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ thống kê lại cái lộc ngày hôm qua để cho anh em biết được rằng ngày hôm qua game được những cái lộc gì. Hôm qua Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt chủ nhật ngày 27 tháng 8 2023. Hôm qua Tiền Giang 5225, 52 hôm qua ta được một nháy. Còn 5225 thì ở bên Tiền Giang không về, Tiền Giang về 3 năm. Còn ở 25 thì đại nhảy về đảo Kiên Giang, tức là 2 năm. Còn ở 7227, 72 hôm qua cậu của Kiên Giang thì không về mà đã về 8202. Còn 27 thì đã về 17 nên Kiên Giang ngày hôm qua ta không được. Còn ở Đà Lạt ngày hôm qua thì 4334, 43 thì hôm qua không nhảy về ở đài Đà Lạt mà nhảy về đài Kiên Giang anh em, 43. Còn ở Đà Lạt thì hôm qua 134 thì ta được một nháy, rất là dịch. Còn ở lô 3 đài ngày hôm qua thì 377, 337 không về. Còn 73 thì hôm qua ta được một nháy tiếp là của đài Tiền Giang. Còn ở lô xiên miền Nam ngày hôm qua thì Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt 2534, 2 năm hôm qua ta được một nháy của đài Kiên Giang. Còn 34 ta cũng được một nháy của đài Đà Lạt, Đà Lạt một nháy, rất là rực rỡ anh em. Xiên là hôm qua xiên miền Nam về đã cấp. Còn ở lô kép 3 đài ngày hôm qua thì 1144, 11 không về, về 0088, 77, 99. Còn 144 hôm qua ta được hai nháy ở đài Đà Lạt, rất là rực rỡ. Ở lô 3 càng ngày hôm qua thì 623 và 548, 623 đài không về mà đài về 523. Còn ở 548 thì đài về 448 nên là ba cả hôm qua ta không được. Nhưng nhìn chung kênh Game Vui TV ngày hôm qua cũng soi được rất là nhiều lộc để cho anh em, rất là nhiều lộc. Lô có, ba đài có, xiên có, kép có, rất là rực rỡ. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn và chúc mừng tất cả quý vị các bạn đã theo kênh Game Vui TV về được những cái lộc ngày hôm qua rất là đẳng cấp, hoành tráng. Rồi, giờ không làm mất thời gian của anh em, game sẽ cho anh em những con số đẹp có độ chính xác cao của thành phố Đồng Tháp và Cà Mau ngày hôm nay để cho anh chị em và các bạn tham khảo. Hôm nay Cà Mau thứ hai sẽ là cặp 65 lốt 56. Đồng Tháp sẽ là 91 lốt 19. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay sẽ là cặp 13 lốt 31. Ở lô 3 đài ngày hôm nay sẽ là cặp 97 lót 79. Ở lô xiên sẽ là 13 đá 19. Với lô kép 3 đài ngày hôm nay sẽ là cặp 77 lót 99. Ở lô 3 càng sẽ là 732 lót 324. 324 để cho anh chị em tham khảo. Tham khảo. Trên đây là những con số chuẩn của Game Vui TV soi cầu miền Nam thứ hai ngày 28 tháng 8 2023. Thành phố Hồ Chí Minh 31 lót 13, Đồng Tháp 19 lót 91, Cà Mau 56 lót 65. Ở lô 3 đài 79 lót 97, còn về lô xiên sẽ là cặp 19 đã 13. Ở lô kép 3 đài sẽ là cặp 77 lót 99, còn lô 3 càng sẽ là 324 lót 732 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì hãy cho game một like, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh Game Vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn. Và chúc mừng tất cả quý vị các bạn, các anh, các chị, các bạn bè đã theo kênh Game Vui TV về được những cái lộc ngày hôm qua. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.